Rồi đam mê săn bắt 83 xin chào cô chú anh chị và tất cả các bạn luôn nha. Thì hôm nay mình tiếp tục đi thăm lợ cả nhà. Thì mình đi thăm với hôm nay mình đi thăm hai người. Em trai mình bữa nay nó rảnh thì tranh thủ đi thăm luôn cả nhà. Thì cũng trước vô thăm cái đầu tiên thì cũng xin chúc cô chú anh chị và các bạn có một ngày lễ 30 tháng 4 vui vẻ nha. Chúc anh em đồng nghiệp mình đi thăm bảy chúng mánh nha. Thì em mình ở bên kia đang chuẩn bị lại. Này là cái điểm mới á cả nhà. Điểm này mình có hai khu, khu thì mình đặt được 9, khu được 8 là 17 cái. Buổi sáng hôm nay có thể là mình sẽ thăm hai khu á cả nhà. Rồi xong phim rồi. Cái lời này hình như có người thăm rồi ta. Lời này sao mình có đặt ở đây không? Rồi thì tới cái đầu tiên thì mình quay chia sẻ luôn á cả nhà. Cái lợ đầu tiên của mình luôn cả nhà. Hồi nãy thăm lộn là không phải là lộn của đồng nghiệp. Đây lợ của mình ở đây. Cái này là cái đầu tiên luôn. Thấy không? Nằm ở đâu? Ở đây. Vụt cây à. Vô vô. Quá dữ. Cái đầu tiên rồi cả nhà. Gặp cái lóc chà bá nện luôn. Rồi chào cả nhà các gối cầm nhảy ra luôn. Rồi lên đây bắt cá luôn, lên luôn. Cái đầu tiên quá đã luôn đó nha. Vuột cây nè, mà biết địa điểm này thế nào cũng có cá khủng, quá đã nghe. Hai con này hơn ký à, hơn ký nó sướng. Đây, cặp cá lóc luôn. Khai trương điểm mới nha. Nãy tưởng đâu đồng nghiệp thăm của mình rồi, ai giờ của đồng nghiệp vô lâu rồi cả nhà, nó tung chạy mỏ hết trời. Rồi bỏ nước vô luôn đi, quá sướng nha. Thế cái đầu cái tiếp theo mình quay chia sẻ luôn cả nhà, quá ngon. Rồi ở đây mình cũng có một cái luôn. Cái này hình như ở trong á, ừ cái lỗ đó đó. Hình như cái lỗ bên có dấu người ta xuống thăm bên kia qua ta, hay là bên này mình đặt cũng quên nữa cái nhà. Chuyến thăm đầu tiên mà à, phải chỗ đó không đi, hai người thăm nó cũng khỏe cả nhà. Chứ mình ơn mình thì vừa thăm vừa quay mà cái điện thoại này thì nó không có chống nước nữa. Phải chỗ đó không? Cái bên này nè, mình vô bên này vô. Có dấu là mình lợi qua bên này đó. Sâu lắm mấy kênh này nè, địa hình này thì cá thì ok luôn rồi. Bên kia thì lọ cả nhà. Xe chạy qua. Không biết nằm ở chỗ nào cái lợ đó. Để kiếm đi coi, thấy không? Cái thứ hai. Thấy không? Nó vô có hàng đó cả nhà. Cái gì vậy? Con nhỏ, ba con ngầm. Có hàng luôn, cái thứ hai. Vậy là ngon lắm rồi. Hôm nay thì có tàu ngầm nữa nha. Không thấy giật mà có cá. Hai con cá lóc với ba cá lóc kiến đó cả nhà. Rồi để mình xử lý luôn đó nha. Rồi ở đây mình cũng có một cái luôn. Cái này khu này thì mình có 7 cái à. Bị được có khúc cỏ này sau thì khúc kia thì nhà quá. Địa hình rất là ngon nha, nhưng mà có nhà không? Hả? Đạp lợ gì? Trong này đặt hơi sâu. Thấy chưa? Dở lên coi có gì không? Em ru rồi. Con này bữa hôm này đặt cỏ dữ lắm. Chết quớt hả? Cái thứ ba chết quớt nha cả nhà. Ở đây mình cũng có cái cả nhà. Cái này là cái thứ tư ha. Cái thứ tư thì đặt hơi sâu. Trời. Ớt nhảy. Nhảy quá con bự luôn. Ở trong đó kìa.
kè mình đi thẳng xuống đó. Ừ, ớt nó nhảy phải dính lờ đâu. Tỏn tỏn không tỏn mà. Đường kinh vậy nè, mình đặt là có cá là ngon lắm, nó vô hết. Mà ở đây đồng nghiệp đặt dày cua vậy. 5-6 mét cái à. Thấy chưa? Ruột cây nữa rồi. Rồi. Ra mất tiêu rồi. Ruột cây hết mà không có cá cả nha. Sảy à. Đau lòng thiệt chứ. Sảy ra ruột. Ruột cây hết. Rồi ốp máy luôn cả nhà. Rồi ở đây mình cũng có một cái luôn. Đi thăm là phải chui lùm chui bụi vậy cả nhà. Y chang như bẫy rắn. Cái lờ này sao đây? Em mình đang lội lại. Còn mình thì chưa nhìn thấy cái lờ hết trơn. Xuống. Đường kinh nó rất là sâu. Cái này mà một mình đi thăm cũng đuối lắm. Lờ này cũng tin tưởng lắm mà, địa hình rất là ngon nha. Mấy hôm nay mình cũng bận quá nên cũng bỏ cử lờ nó cũng hơi lâu quá nha. Thì giờ mình chỉ có hai luồng lờ thôi. Gắn đồi mình cuốn hết chứ. Thấy không? Có hiện tượng gì không? Rồi có hàng nha cả nhà. Cái dày hả? Dính uống cá. Dính cái dày cả nhà. Rồi ốp máy luôn cả nhà, xa quá để mình tiếp em mình. Rồi cái này là cái thứ 6 hả ta? Hả? Thứ 7 hả? Cái này là cái thứ 7, hồi nãy cái thứ 6 cũng dính được con cá lóc đó nha. Mà trong này nó gậm mình không có vây. Rồi sảy cá nữa rồi. Rồi bó tay luôn. Cây nó lỏng hay sao. Ruột nữa rồi cả nhà. Sảy cá nữa. Rồi ốp máy luôn cả nhà. Ở đây mình cũng có một cái. Nãy giờ không sảy hai cái là có lý quá rồi. Cá ra hết trơn cả nhà, nó tung cây nó vụn sảy tung cây vụt ra mất tiêu. Cá gì vậy? Em cá rô cả nhà. Cái này là mình thăm xong 8 cái rồi đó. Cá rô này cũng nhỏ, cũng được, không phải là nhỏ nha. Bự lắm. Rồi ốp máy luôn cả nhà. Rồi thì mình cũng tới cái điểm mới rồi cả nhà. Cái điểm này cũng được 9 cái lờ cả nhà. Thì hồi nãy mình có thăm hết 1 cái, dính được con đường với con cá rô với con cá lóc cẩn. Thì có người mình không có quay được. Ở đây thì mình có 1 cái. Điểm này cũng ngon lắm cả nhà. Nhưng mà ở đây người ta úp mé dữ lắm. Câu với úp mé này kia. Rồi nằm trên khô luôn à. Có hàng hả? Sảy rồi. Ruột cây nữa rồi. Ruột cây hoài vậy ta. Rồi ốp máy luôn cả nhà. Rồi tiếp tục đây mình cũng có 1 cái luôn. Kênh này nứt lên xuống cái là mình có thể là bị ruột cây không chừng, hay là do cá nó làm sảy cả nhà. Địa hình mới thì thăm mà còn hy vọng nhiều chút. Sao không? Có gì không đây? Im ru vậy. Ồ, có hàng. Một. Ủa, hai em lóc hay gì vậy? Một em lóc với một tàu ngầm. Cũng được. Đây cái nhà. Hai em lóc. Một em lóc bự, em lóc cẩn với tàu ngầm. Rồi, để ốp máy luôn, mình bắt ra luôn đó nha.
Khu này thì đồng lúa cũng chưa cắt đó nha. Này bên kia thì người ta cắt xong rồi, còn bên này. Này đây là văn kênh sườn. Ở đây cũng có đồng nghiệp đánh nè, đặt. Này đây mình cũng có một cái. Hồi nãy mình giờ mình cái này cái thứ mấy vậy ta? Thứ năm hả? Thứ tư hả? Ừ, cái này cái thứ tư gì á. Khu này thì mình có 9 cái. Có động tĩnh gì không? Rồi, nín thinh vậy. Chín được con ớt rồi cả nhà. Rồi bắt luôn để thấy bắt cái rô lên. Rồi, chỉ bắt nữa, mình bắt nữa. Này, con ớt này cũng không có lớn. Vì nấu canh chua. Rồi, ở đây mình cũng có một cái luôn. Ở đây người ta dịch ta bắt cá dữ lắm cả nhà. Đó. Vậy là ta úp máy á. Cá nó cũng giảm. Thấy chưa? Có quần quỳnh gì, hàng khủng gì không? Dính cá gô không vậy? Dở lên là biết liền. Nó. Cái gì vậy? Rồi. Hai hả? Đi lên đó, đi lên luôn, đi lên luôn. Dục làm vậy hư lỡ hết. Vô. Cái lờ này dính đựng cặp cá lóc với con cá chê chà bá luôn. Cặp cá lóc này cũng ngon ạ. À. Hai con này cũng sắp 700 g. Sắp 700. Yêu. Lúng. Cứ đi một mình là xỉu luôn chứ. Đó, đó. À. Đó, một cặp nữa nha. Đã không? Cặp này 700-800 g khỏe luôn. Còn 400 g á. Bắt ra luôn. Này cặp cá lóc đi đẻ chứ. Yeah. Con này con nái nè, bụng có trứng. Vô. Chín vậy đi ngon. 17 cái này coi nó có thành quả nó ngon không. Con này con đực cả nha. Rồi, ốp máy luôn cả nha. Sướng không? Quá đã luôn. Rồi tiếp tục trong bụi tre này mình cũng có một cái luôn. Hình như mình còn cái này cái nữa hết rồi ta. Mình còn cái này cái nữa hết rồi cả nhà. Thâm mau. Bụi tre này lý tưởng lắm mà. Có hàng khủng gì không? Đường kinh này nó lúng dữ lắm. Kinh gì? Cái này chắc chắn là dính nè. Nó dính rồi. Tàu ngầm ha. Đó, tàu ngầm cá rô cả nhà. Nghe vậy ra tưởng đâu dính hàng à. Rồi sẽ nghe mình bắt ra luôn cả nhà. Rồi thì anh em mình cũng thăm xong cái luồng lờ mới cả nhà. Thì luồng này có 17 cái. À, mình thăm cái này xong mình đi thăm cái luồng kia luôn. Đấy cái này vô đừng cho cá nó chết. Đây thành quả. Mấy con cá lóc ạ? 1, 2, 3, 4, 5, 10 con đó nha. Với con lươn. Nó không nhảy ra sợ gì. Đây con lươn này cũng cỡ 220 lạng mấy. Với cái lóc cũng ngon quá nè. Luồng này tính ra trúng đó nha. Luồng mới. Thì mình thăm xong cái luồng này mình đi thăm cái luồng cái đầm quang á cả nhà, cái ao quang á. Bữa nay mình thăm cho hết luồng lờ luôn. Tuyệt vời, này có lý quá. Rồi, tới cái điểm mới mình quay chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem luôn nha. Rồi thì mình tới cái điểm lờ cũ rồi cả nhà. Thì có hai anh đang kéo bắt cá dưới hồ á. Nãy mình thăm ở kia 17 cái, giờ mình thăm ở đây 35 cái cả nhà. Cái này chỉ ngồi thì dính được con cá lóc cứng. Ừ. Có không? Ừ. Nghe mình nói có nè. Động rồi mà không biết cá gì nha. Cái chừng cá sặc à, chứ ngồi cá sặc nhiều lắm. Khui, rồi chắc gắn bung súng làm đông. À.
cá sặc không. Rồi cái đầu tiên quất chết rồi cả nhà, úp máy luôn cả nhà. Đây mình cũng có một cái luôn, ở chiến rồi dính cá chết trơn cả nhà, chốc hy á mà mình không có đăng luôn. Biết chiến này có gì không, mấy chiến trước mình thăm một mình là dính được 3 con cá lóc quá đã luôn. Biết chiến này sao đây, rồi vớt chết luôn rồi. Không có cả nhà. Này cái đường mình vô thăm này rất là khó đi. Rồi nắng muốn bệnh luôn cả nhà, quá trời nắng luôn. Kênh này chứ người ta đổ thuốc hay gì sao mà chết cá quá. Chiến này sao không dính luôn. Đây chiến này cũng có cá hết trơn. Cái lọc kiến rồi cả nhà. Lọc kiến chà bá luôn. Cái luồng lờ này cá hết chạy rồi. Con này một mình 2 con là đủ phê. Bự. Chỗ bá luôn. Rồi ốp máy cả nhà. À, cái lờ này chuyên gia là dính cái lau kiến cả nhà. Hồi nãy mình thăm bên kia cũng dính cái lau kiến luôn mà không có quay. 2 con chuyên gia là cái lau kiến không. Địa hình thì rất là êm. Cái này chuyên gia là cái lau kiến không. Thua rồi, cử nào cũng có lau kiến không. Bự bự không chứ, nhưng mà kệ cũng có tiền xăng. Cái lau kiến không. Mấy con này về hôm xã ăn 30 tháng 4 đang xử lý gì đó. Mình có cá luôn cả nhà. Nhà mình nó dính cá rồi, đi lên luôn đi. Đâu đi vậy? Anh lên trên cao quá nha. Dính cặp luôn. Cặp cái lóc có êm rồi cả nhà. Cặp này con này hơi ốm thôi. Mà cũng được rồi, con này cũng quá ngon luôn. Đây, 2 con. Nãy giờ mới dính được cặp cá lóc á. Tháo này ra mình bắt nó ra luôn, cho anh em mình bắt ra luôn. Để mở cái này ra coi, sao nó không ra nè. Tưởng không dính, nó nằm trên khô đó nha. Rồi em mình nó nằm trên khô, mình không quay. Nghe nó dính cá mình mới quay. Cái này dính cặp nữa nè, con này còn đực ơn cái. Chuyển rồi thì dính 3-4 con, nhưng mà có 3 con kia nhỏ. Rồi cũng bỏ clip luôn. Ủa sao con này con cái mà. Con hồi nãy con đực. Con em. Rồi tới cái tiếp theo có cá mình quay chia sẻ luôn cả nhà. Rồi ở đây mình cũng có con cái luôn. Này thăm cũng mấy chiến hết dính hết dư luôn. Chút nằm ở trên khô, chút nằm ở dưới nước. Như cái lờ đồng nghiệp mình đặt bên này. Thì mình đặt bên này. Thấy không? Có gì không? Vớt chết rồi. Cấp phi rồi cả nhà. Nhỏ. Ở đây mình cũng có 1 cái cả nhà. Ôi trời nắng đi muốn xỉu quá cả nhà. Rồi cái gì chết xinh vậy? Cá phi gần chập bá nợ anh trời. Hết biết cá phi rồi. Rồi chùa cắn nát luôn kìa. Cắn nát lờ rồi. Rồi ốp máy cả nhà. Nghe mình mới thăm dính cá cả nhà. Quá lờ mấy con cá chê luôn. Quá dữ luôn. Thấy ba, bên đây nè. Hả? Rồi. Hồi nãy nó vô cây hả? Cả nhà. 3 con cá chê 1 ký, 2 con ớt, 1 con cá phi. Dữ luôn rồi. Với 1 con tàu ngầm. Quá dữ. 2 con ớt. 3 con cá chê này cả ký lô rồi. Với con cá phi, cá lóc kiếm. Rồi để mình xử lý nó cả nhà. Rồi thì đây mình cũng còn cái này cái nữa cũng hết luôn lờ cả nhà. Mà sao bữa nay sao cá vô lờ chết quá.
còn con cấp hy chà bá nọ luôn đó nha. Đây, con này được ký hai con, một con chết con sống. Ốp máy mình bắt nó ra cái nha. Thì còn hai anh em mình cũng thăm xong luôn là cái nha. Luôn là bên kia 16 cái, á 17. Bên này 35 mà bên này thất à. Hình quả của mình đó. Ngon. Cá lóc, cá chê, cá rô phi. Đó. Này cũng hình quả cũng ngon quá cả nha. Và bên kia 17, bên này 35. Thành quả có nhiêu đây thôi. Hết đâu được cũng được mấy con. Hết cứ hết con nữa kìa. Rồi cho mình xin kết thúc clip tại đây luôn nha cả nhà. Hẹn cô chú anh chị và các bạn trong clip tiếp theo của mình luôn nha. Đây là toàn cá lóc kiến không. Rồi chào cả nhà cái mình về. Ủa chào cả nhà luôn nha.